Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình có lên một lô đồ máy Kawasaki TD20, TD33, TD24, TR20. Máy nguyên zin đó nha mọi người. Chỉ là rửa dầu, rửa nước rồi cho nổ. Cái này là bao nổ nha mọi người. Bao zin, bao nổ luôn nha, máy nguyên thủy nha. Đây là con 24. TD24. Cái nào nó có cái tùm gì là có bốn chổng luôn nha mọi người. Máy nè. Cực kỳ nha mọi người. Nổ hết rồi nha, im hết nha, im máy hết nha. Bao lửa, bao xăng rồi kia, bao hơi, còn cái này là mình bao nổ luôn, nổ rồi đó là cho nổ hết. Đây. Này là về là xịt thuốc, bơm nước hay là cắt cỏ gì là lắp vô là quốc thân nha mọi người. Máy đẹp ha. Tem nhãn còn đầy đủ nha mọi người. Này là 24. TD24. Còn con này là TD33. Zin hết nha mọi người. Đây. Chỗ xe ghi nữa nè. Nguyên zin nha. Máy nè. Đó mọi người muốn kỹ về dọn lại kỹ thì đó chuyện mọi người. Nhưng mà ở đây là máy đồ nổ hết, bao zin hết. Thì cho con 24 này là đủ đồ đó, bình xăng. Còn mấy cái nào video mình quay sao là nó vậy nha mọi người. Còn bố thì mình lắp cho mọi người đủ nha, chuông rồi là không có nha. Tum này là cho nổ hết rồi nha mọi người. Máy nè, nguyên zin nha. Chế rồi này kia là theo máy đúng hết. Đó, cái này là đủ đồ 24. Đây một con 33 này cũng đủ đồ. Đây đây 33 màu xanh zin, tay ga, dây ga, bình xăng lớn đầy đủ, nổ rồi luôn, ok luôn. Máy nè, tay bình xăng này còn nguyên mà trắng phao nha mọi người. Máy này mới lắm mọi người, nó xài ít đó, quá đẹp luôn. Nước sơn zin hết nha. Ok mọi người, đây bị có một mình nè, thành ra mình không có bao nổ được, nhưng mà khi mà bán mình bao cho mọi người vậy nha. Mua bán thì mình nói là có cái gì mình nói đó cho nó rõ ràng nha mọi người. Đây, con này TD33 nguyên zin luôn. Đó. Máy này. Đó. Chỉ rửa sạch sẽ rồi xong cho nổ. Cái nào ao dục quăng bên bán sát. Còn cái này bao nổ, công tắc rồi này kia là con này đủ máy nè. Cô quay mọi người. Cái này nó không có cái tem luôn, tự bệnh đó luôn. Đây đây bà bạn. Máy bao zin hết, còn tắt rồi còn hết. Đây còn nữa. Máy nó trong nè, tem nhãn rồi. Bao nổ hết luôn. Cho nổ hết rồi, máy nè. Máy là chạy ok hết. Tem, chú sẽ ghi.
Ví dụ hồi mình còn nào mà mọi người chốt thì mình để nói số mọi người chốt nha, để nó khỏi lộn máy nha mọi người. Mấy cái bộ e mà bộ chế bình xăng này, bộ chế máy á, mình lục lại cái nào có mình lắp cho mọi người, còn không có thôi nha mọi người. Cái này là không có bình xăng lớn ha, đó nó sao là trên video mình quay bán cái gì thôi, nó có nhiêu đồ thì nhiêu đồ, mà máy nó bao nổ bao diêm ok ngon lắm mọi người, hơi mạnh lắm. Còn cái này là TG20 đó, bố rồi còn mới chát ốc. Cái này là mới là 95% luôn rồi, cái cặp mà TD20 à, xài sao còn mới tinh nè, ốc tá có tem nó về cấn chày quá máy nè, con queo rồi nổ hết rồi nha, ủ mâm bình xăng gì là nguyên xi hết nha, đây con nữa nè, Kawasaki TG20 bố ốc gì xanh lè cho thôi. Đây công tắc làm đen mọi người à. Đây máy nè, lòng nó xanh lè luôn, nhìn thấy con nè, đá băng mới chát luôn, máy này quá mới, ốc tái gì còn màu luôn, nguyên thủy á. Công tắc này mọi người, để mình bắt cái ghế qua mình chụp khơi từ con cho mọi người nghe nha, có mình rồi mọi người ơi. Rồi đầu tiên là con TD24 nha, mình chụp khơi cho mọi người nghe, nặng lắm mọi người, hơi tốt nha, chạy rồi hết rồi nha mọi người, thành ra nói chung là thử gì cho mọi người coi ra chứ khỏi cần phải mà bao hơi nha mọi người, quên nữa, bao nổ hết rồi, khỏi cần việc khơi cho ngon lạnh đó mọi người, quên vụ nổ rồi nữa, mình bán thì thường thường là bao lửa hơi giờ nổ luôn còn bao nữa giờ. Cái TD33 này là y như vậy mà đầy đủ hết, cùm ga dây ga rồi tem nhãn cũng tắt rồi, cũng tắt nó chữ nghĩa còn chưa bay luôn nha mọi người, bố ăn chưa hết nữa nè, chưa đều nữa nè, đồ nó đẹp ghê luôn, quá đẹp cực kỳ, ghim hết từ ra tới dép bao hết mọi người, chưa ghim nó nè, máy nè, giá này là người ta báo là bao hơi với bao lửa, còn cái này là mình bao nổ luôn, mà giá là hữu nghị cho mọi người luôn nha. Bây giờ là báo giá một cặp TG20 ha, đó bây giờ máy là độ nhiêu thì nó là bao nhiêu mọi người, trên video mình đang chào bán cái gì nha đó, nhưng mà đã nổ hết rồi ok, máy bao diêm TG20 này tính mọi người là 500.000 một cặp là 1.000.000 nha, TG20 ghim hết đồ ngủ nè, đẹp lắm rồi mà. Giờ dọn kỹ nữa, mà nó dọn gì nữa, giờ nó gì còn dọn nữa không, mọi người thấy ốc tán của nó không, nổ rồi ok hết rồi. Tới một con là 24 TD24, con TD24 này tính cho mọi người là 700 nha, đây ok hết luôn, nước sơn zin hết nha mọi người, làm gì tới nha, đây máy móc nè, bô rồi trong còn trắng sáng nha mọi người, máy nè, máy cục queo. Cái TD24 này là 700 nha mọi người, con này 700 nha, con này là không có bình xăng đó, 700
vừa qua con này. Con này thì nó có bình xăng ha, đầy đủ ha. Đó, đầy đủ á, bình xăng đồ nguyên ha. Đây. TD24 công tắc bình xăng. Chế đồ đầy đủ á. Nổ ngon lành cành đào luôn. Bình xăng đó là mắc in da băng luôn nè mọi người. Ha. Nguyên viên. Nguyên thủy à, máu này máy móc là ok hết nha. Đây. Cái này bố mình lắp cho mọi người đủ nha. Thời đè bố đủ rồi hết nha. Con này không có bình xăng là mình tính mọi người là 700 thời đè bố. Còn anh này đủ đầy đủ á, tem nhãn rồi còn luôn nè, 750 đó, 750 thằng này 700 rồi tới là 33 chạy đeo 33 chạy đeo 33 này là ba đầu mọi người y vậy hết á, bố mình lách đủ ha, bố còn là lách nha mọi người. Đây chạy đeo 33 máy móc là mình bao viên hết nha. Đây nổ hết ok, đồ đạc thì nói với mọi người rồi là mình quay cho video sau thì bán đi vậy, còn ví dụ như bố mình nói có thì mình lắp cho mọi người đầy đủ đã xài được đúng đàng hoàng, chứ không phải là lắp bố vô bố tào lao mọi người, bố viên nha. Đây đây bà viên hết. Đây. Như cái nào nó khóa xăng rồi này kia nó có thì nó có, còn cái nào thiếu thì nó thiếu mọi người. Đây. Con này khóa xăng ống xăng rồi còn luôn. Máy móc rồi cũng vậy. Hô queo. Gon rồi này kia còn nguyên hết xanh lè. Ha. Con cái là không có cái bạc, mấy cái này nó cũng không qua vào ngoài, nó cũng không quan trọng, chủ yếu cái máy mình nghe nội lực của mình là thôi, nội cộng là thâm hậu luôn nha mọi người. Ok hết nha. Zin hết. Đây đây ba. Trong nè. Đó cái tay đây ba này á là ba đầu. Không có bình xăng. Không có bình xăng lớn nha. Bộ chế đồ kia đúng theo máy vào hết. Bộ e thì mình lắp đủ cho mọi người nha. Cái bộ e này nè, mình lắp đủ như này nó có. Mình lắp đủ. Là ba cái đầu này. Một cái là 900 nha mọi người. Đây đây ba ba. Kawasaki đây đây ba. Bao nổ rồi luôn. Zin hết từ A đến Z. Không có dặm giá sơn phết miếng nào hết, bình xăng lớn không có, còn lại bao nhiêu là đầy đủ. Đầy đủ là sao, bố có nha, còn chung cái chu ngoài không có nha, không có tâm ngoài nha, đó bao nhiêu đó, lửa củi rồi là nổ hết rồi, thành ra mọi người yên tâm xài ha. Này phát cước là nó chạy vô ba cầu luôn mọi người ơi. Zin hết 900.000 một đầu, đầu nào cũng được tùy mọi người thôi. Còn anh này đầy đủ ha, à, bình xăng lớn đồ nguyên thủy hết luôn, xì xẹp với là chảy bể gì chỗ nào hết, máy móc nè bố ăn chưa hết luôn, bố chưa đều nữa. Màu xanh độc lạ đẹp luôn đó, tem nhãn còn đầy đủ máy nè. Thằng này 950 nha mọi người, một mình một nó là đầy đủ 950. Cùm ga dây ga gì còn gì đó. Đây. À. Này về lắp vô là chạy thôi. Bố đồ có sẵn hết rồi, nổ rồi luôn à.
người có liên hệ với em lần đầu, mua bán với em lần đầu thì là cọc với một tấn ái gì 100.000 nha, là niềm tin nhau thôi, rồi em gửi hàng đi. Nhớ là một cặp T20, T20 này là giá là 500.000 nha, một cặp là 1.000.000 mọi người. Đó, bao nhiêu đầu thì nó sẽ là bao nhiêu thôi. TG20 một cái 500.000. Còn TG24, TD24. TD24 nha, con này là 700, là tại vì sao? Nó không có bình xăng lớn. Ha, à, không có bình xăng này. 700. Bao zin hết luôn, nổ rồi luôn. Còn anh này đầy đủ bình xăng lớn. Ha, à, 750. TD24. 750. 700 không có bình xăng, 750 có bình xăng mọi người. Ba con TD33. Ba con. Đây. TD33. 900.000 một con nha. Còn anh nào chơi hết ba con, mình bớt cho tí xíu. Ok nha. Anh nào nếu mà chơi ba con liên hệ với mình. Một hồi mình cho số điện thoại trong tiêu đề á. Chở hết ba con giá mềm lại đó, vậy đó anh lượng mua số nhiều đương nhiên là giá phải không nghĩ rồi. Ba con là hoàn hảo nha mọi người. Còn anh này đầy đủ 950, một con một duy nhất trắng xanh, một con một duy nhất TD33 trắng xanh, máy là đẹp trai luôn, không tắt luôn. Mọi người có nhu cầu á liên hệ với mình là số điện thoại nha mọi người 0785 080 530. Cắt cỏ máy cưa Bi Nguyễn, Bi Nguyễn nha mọi người, máy cưa máy cắt cỏ máy phát điện đầy đủ. Đây. Hàng tỷ chọn không mọi người ơi, cưa 351 trên gu ệ cho 2410 chế 2 kim quanh gồ cưa Ruby đẹp 305 Sinuai. Đây đây là 231 có nhu cầu thì mọi người liên hệ với mình nha, lô hàng đẹp lắm nha mọi người, cần bọng chén bát đầy đủ mới lắm nha mọi người, và cần và máy này đẹp lắm mọi người. Đây 140 130 Mitsubishi Echo Kodik 311 nồng 35-36 ly gì đó 253 có một cặp G3K chống hai mọi người đầu máy nha, có nhu cầu liên hệ với mình. Lặp lại lần nữa nào 0785 080 530, máy cắt cỏ máy cưa Bi Nguyễn mọi người, chào mọi người nha.